Kính chào quý vị khán giả. Những ngày này, nhiều tàu cá của ngư dân Bình Thuận nối nhau cập bến với khoang thuyền chứa đầy cá tôm. Bà con ngư dân chia sẻ, sau mỗi chuyến ra khơi, thuyền khai thác ít thì cũng được vài ba tấn. Có thuyền lên đến cả chục tấn, mang lại thu nhập khá cho bà con. Dự báo là vùng biển từ Đà Nẵng xuống đến Cà Mau, Kiên Giang và quanh khu vực huyện đảo Trường Sa, hôm nay gió không đáng ngại. Nhưng bà con cần lưu ý là trời có mưa dông, nguy cơ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ xuống đến Thừa Thiên Huế, trong hôm nay bà con có thể yên tâm về thời tiết. Trời ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ biển êm. Ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết cũng ủng hộ cho tàu thuyền khai thác. Dự báo hôm nay trời mưa vài nơi, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ và sóng cao thì không quá 2 mét. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.